Kinh Pháp Hoa tới cái câu này, nói rằng chư Phật mười phương khen hay thai thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nghe tới cái câu đó thì ngài liền nhập định, là ngài nhập định. Rồi khi nhập định rồi thì gọi là nhập cái Pháp Hoa Tam Muội. Nhập định này thì ngài thấy Đức Phật Thích Ca đang còn thuyết pháp trên hội Liên Sơn, không có mất. Đó thì chính ngài nhập được định đó, cho nên sau này giảng kinh Pháp Hoa chỉ có cái tựa kinh không mà ngài giảng tuần lễ. Đại thừa diệu pháp liên hoa mà ngài giảng tuần, mình bây giờ giảng có mấy phút, phải không? Đó, thì như vậy đó là ngài được cái ngữ ngôn Tam Muội á, ngữ ngôn Đà La Ni á. Thì như vậy để thấy rằng ở chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lưu ý ở kinh Lăng Nghiêm vậy. Những cái câu mà nói rằng không phải Đức Phật, riêng một Đức Phật khen, mà chư Phật mười phương đồng khen. Thí dụ như ở kinh Lăng Nghiêm thì chư Phật hưởng ứng đồng thinh, nói rằng nghĩa là tất cả cái nhân sinh tử luân hồi cũng từ sáu căn của các ông, phải không? Rồi cái giải thoát sinh tử luân hồi cũng từ sáu căn của các ông. Thì đó là lời mười phương chư Phật đồng nói. Thì những cái câu mà có tính cách chân lý tuyệt đối á, thì mười phương chư Phật đồng xin mà nói. Thì ở đây cũng vậy, nó là nói khắp 80 đức hằng hà sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng hay thai thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. À, nó là quên thân để mà cúng dường Phật, thì cái đó mới là cái tất cả chư Phật đồng khen ngợi. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ mình muốn làm cái hạnh bố thí mà nghèo quá không có, làm sao bố thí. À, thì ở đây nói rõ rằng nếu chúng ta nghèo thì đem sức lực hoặc là đem thân mình để mà làm việc bố thí, thì cái đó lại càng quý hơn nữa. Chứ còn nhiều khi mình ở chùa lại có cái bệnh, người ta đem tiền, đem đồ vật tới cúng dường mình trọng, còn ta tới làm công quả mình coi thường, phải không? Mà là công quả đó là cúng dường cái gì? À, cũng là tài trí, mà nội tài nó quý lắm chứ, phải không? À, còn cái kia ngoại tài tuy vậy chứ mà còn dễ kiếm, cái nội tài mới là cái khó. Bởi vậy nên mình nên hiểu rõ cái nào là cái chính, cái nào là cái phụ. Cái nhiều khi rồi mình mắc kẹt ở cái phụ mà quên cái chính. Vì thân là cái trên hết, mọi người đều quý, đều trọng, mà hy sinh thân để cúng dường thì cái điều đó là điều quý số 1, không cái gì bằng. Đó là nói cái ý nghĩa ngài đốt thân cúng dường. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức, bỗng nhiên ngồi xếp bằng quá sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng: Đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia, tức thời được nhất thiết hiện chư thân Tam Muội, xin tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Nói kể đó rồi, thưa với cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong được giải nhất thiết, chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni lại nghe kinh Pháp Hoa này 800.000 muôn ức Na Do Tha Tân Ca La Tần Bà La A Xúc Bà các bài kệ: Đại vương, tôi nay nên cúng dường Đức Phật đó. Thưa xong liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, qua đến chỗ Phật, đầu lại chân Phật, chắp tay nói kệ khen Phật: Dung nhan rất lạnh đẹp lạ, ánh sáng soi mười phương, con vừa từng cúng dường nay lại về thân thấy. Thân đây tức là chính được thấy chứ không phải nghe người ta nói. Thì như vậy cái đoạn này nói rằng sau khi ngài cúng dường thân rồi thì ngài lại sanh trở lại bằng cách quá sanh, rồi ngài tiếp tục đi tới Phật để mà lễ Phật, bắt đầu tiếp tục cái công tác mà lo lắng sự nữa chứ không có dừng. Đó.
là cái chặng thứ nhất. Bây giờ tới cái chặng thứ hai. Lúc đó ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát mới kể xong mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát rằng: Tiểu nam tử, giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến. Ông nên sắp đặt giường tòa, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại bảo ngài Nhất Thiết Chúng Sanh nam tử: Phật Pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát Đại Đệ Tử cùng Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng đem cõi thất bảo Tam Thiên Đại Thiên, các cây báo đại báo và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta nhiệt độ có bao nhiêu xá lợi cũng có chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bài các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết Bàn. Thì quý vị thấy cái này rất là hợp lý, bởi vì cái con người dám hy sinh thân mình để cúng dường Phật Pháp thì ông thầy còn cái gì không tin tưởng nữa, phải không? Tức là đủ để cho Phật tin tưởng giao phó hết, nào là những cái phần chánh pháp, tức là Phật Pháp giao phó, rồi những vị đệ tử cũng giao phó, rồi của cải cũng giao phó luôn, phải không? Giao phó hết rồi cái từ ngày nhập Niết Bàn đó, là vì ngài yên lòng đã có cái người thay mình mà gánh vác. Và người thay mình gánh vác là người nào? Là người dám hy sinh thân mạng để mà bảo trì Phật Pháp. Thì khi có được người vậy thì Phật yên lòng giao phó hết. Ngài giao phó Pháp của Phật, giao phó đệ tử của Phật, giao phó cả sự nghiệp, nào là Tam Thiên Đại Thiên Thất, cõi thất bảo Tam Thiên Đại Thiên nè, các cây báo đại báo nè, rồi tất cả cái gì chư thiên cung cấp giao hết. Thì thấy rõ ràng ba việc: một là Pháp, hai là đệ tử, ba là sự nghiệp, đều giao hết cho cái người giáp hy sinh thân mạng đó, phải không? Rồi ngang đó ngài yên lòng nhập Niết Bàn. Lúc đó ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát thấy Phật diệt độ buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn thiên đàn làm vàng để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi dựng đựng trong 84.000 bình báo để xây 84.000 tháp cao 3 thế giới, chân dọn trang nghiêm, hồng cát phan lọn treo các linh báo. Bây giờ ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát lại nghĩ rằng, tự nghĩ rằng: Ta giàu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xoan văn tất cả đại chúng rằng: Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong liền ở trước tháp 84.000 tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm mãn 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đều làm cho trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. Thì bây giờ tới cái đoạn mà ngài thấy ngài cúng dường thân ngay nơi trực tiếp với Đức Phật rồi, bây giờ Phật ký thác ngài phải duy trì chánh pháp, phải giáo hóa đệ tử của ngài và gìn giữ sự nghiệp của ngài. Thì tới đây ngài liền đốt luôn hai cái tay để cúng dường Phật nữa, cái tháp Phật nữa. Thì như vậy đốt hai tay là ý nghĩa gì? Đó. Đốt thân tức là để thấy cái hy sinh cái thân mạng để mà làm lợi ích cho Phật Pháp, lợi ích cho chúng sinh. Đó. Rồi đốt hai tay là phá hai cái kiến chấp hữu vô, kiến chấp nam nữ, tức là đối thân, kiến chấp tốt xấu, nghĩa là những kiến chấp đều phải diệt hết. Thì quý vị thấy muốn truyền bá chánh pháp mà còn mắc kẹt bên này,
mắc kẹt bên kia thì truyền bá làm sao được. Muốn đến được Phật quả mà còn mắc kẹt bên này, còn mắc kẹt bên kia thì làm sao đến Phật quả được. Bởi vậy cho nên mở màn, tức là bắt đầu cái phẩm tự, thì chúng ta thấy Phật đã phóng quang ngay giữa chặng mài rồi. Như vậy thì đến đây lại càng thấy rõ hơn, đó là Ngài đốt hai cánh tay, tức là phá hai cái kiến chấp bên này, bên kia, thân mình hủy hoại được, hy sinh được, mà còn cái kiến chấp mà không hoại được á, thì cũng chưa có đạt được viên mãn. Cho nên tới đây Ngài phá hai cái chấp, nghĩa là còn thấy có phải, có quấy, có tốt, có xấu, thì còn thấy có nam, có nữ, mà còn thấy có bên này, bên kia, tức là còn nằm ở trong cái đối đãi chưa có giải thoát được. À, bởi vậy cho nên Ngài đốt hai cánh tay. Lúc đó các Bồ Tát trời, người Atula vân vân thấy Ngài không có tay, đành sầu khổ buồn thương mà nói rằng: Ngài nhất thiết chúng sanh hiểu kiếp Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay thân chẳng đầy đủ. Lúc ấy Ngài nhất thiết chúng sanh hiểu kiếp Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: Tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu thiệt không dối, thời kiếp hai tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục. Đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảnh nên. Đương lúc đó tại Tam Thiên Đại Thiên thế giới sáu điệu văn động, trời gửi qua báo tất cả người trời được việc chưa từng có. Thì quý vị thấy nó hết sức là rõ ràng. Khi mà đốt hai cánh tay rồi, Ngài thề rằng Ngài bỏ hai tay ác sẽ được thân sắc vàng của Phật, tức là được cái thân Phật. Nếu điều đó là thật thì cho hai tay Ngài hoàn phục, thì hai tay trở lại như cũ. Như vậy thì mới thấy rõ ràng rằng khi mà phá được cái chấp hai bên thì nhất định sẽ được cái kết quả đi tới thành Phật, không còn nghi ngờ. Vì vậy cho nên cái lời nói đó là lời chân thiệt, cho nên mới nói rằng thân Ngài hoàn lại như cũ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái hạnh của Ngài, trước tiên là đốt thân, là phá cái sắc ấm, rồi kế đó là phá cái kiến chấp hai bên về sắc, về không, về hữu, về vô đó. Bởi vì sắc thì đối với không, hữu đối với vô. Còn nếu mình phá cái thân được mà còn mắc kẹt trong cái kiến chấp thì chưa phải là cái người đi đến thực quả được nha. Cho nên chặng thứ hai là Ngài phá luôn cả cái hai bên. Đức Phật bảo Ngài Tú Phương Hoa Bồ Tát: Ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do tha như thế. Tú Phương Hoa, nếu có người phát tâm muốn được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành thê tử và cõi Tam Thiên Đại Thiên núi rừng sông ao các vật trân báu mà cúng dường. Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường đến Phật cùng đại Bồ Tát Duyên Giác và A La Hán, công đức của người đó được chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa này, nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều. Thì quý vị đọc cái đoạn này mới thấy Phật kết thúc lại cái vị nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát trước đó là ai, tức là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương chứ không ai lạ. Ngài Dược Vương không phải hy sinh một đời mà nhiều đời để cúng dường Phật, đem thân cúng dường Phật như vậy. Bây giờ Phật liền nói rõ, nếu mà ở đời có những người muốn cầu thành Phật đạo, chỉ cần đốt một ngón chân, một ngón tay mà cúng dường, còn hơn đem quốc thành thê tử thì phải Tam Thiên Đại Thiên cúng dường nữa, phải không? Như vậy thì bố thí tài mà thuộc về nội tài quý hơn là bố thí ngoại tài, đó là cái điều rõ ràng rồi. Nhưng mà tới cái đoạn chót sau cái lại có cái lạ.
nếu có đời đem bảy thứ báo đầy cõi tâm thiên đại thiên cúng dường nơi Phật cùng đại Bồ Tát chuyên giác A La Hán, công đức của người đó được chẳng bằng người thọ trì kinh pháp qua này. Nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều, phải không? Như vậy thì kết thúc trở lại cái gì quý hơn? À, kinh pháp qua là quý hơn. À, thì như vậy chúng ta mới thấy rõ thân này, của này, nó đều là cái tướng vô thường sinh diệt, phải không? Mà đem cái tướng vô thường sinh diệt đó mà mình cầu Phật đạo, tuy nó có hơn có kém nhưng mà chưa có viên mãn bằng đem sống trở về với cái tri kiến Phật của chính mình. Cái đó mới là cái trên hết, vì cái tri kiến Phật mới thực là cái bất sanh bất diệt. Đó. Như vậy thì mình thấy Phật dạy rất rõ ràng. Nhưng mà sau này thì có nhiều vị cũng đọc đây, cho nên hoặc là đọc trong giới Bồ Tát thì dạy rằng Phật dạy rằng phải muốn tu hành đến đạt đạo thì nên phải đốt hoặc là ngón tay ngón chân hoặc là đốt trong thân mình bất cứ nơi nào để mà cúng dường Phật, thì người đó mới có thể thực hành được đầy đủ cái hạng Bồ Tát. Rồi nghe vậy cho nên bây giờ mình cũng thích đốt, đốt nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. À, nhưng mà sự thật nếu mình mắc kẹt ở trên cái hình thức đó thì quý vị sẽ thấy trong Phật giáo có cái mâu thuẫn. Phật dạy thọ tỳ kheo mà thiếu chân thiếu tay không cho thọ, có tật không cho thọ với tỳ kheo, mà không được thọ tỳ kheo làm sao truyền bá chánh pháp, mà Phật bên thì Phật cứu đốt, bên lại cấm không, không cái tâm được có tật thọ. Mà nếu người nào đó có hiểu đạo cái người ta đốt cánh tay rồi cúng dường Phật thì đó tốt quá, nhưng mà tới dường thọ tỳ kheo không được, làm sao đây? Đó. Cái điều đó là một cái điều mà quý vị thấy nó có cái mâu thuẫn, phải không? Nếu ta, chúng ta hiểu như vậy thì không có mâu thuẫn gì hết. Nói đốt thân, đốt tai, đốt một phần nào trong thân mình, đó là để nói cái hy sinh thân này để mà lo cho đạo, để mà tu hành. Cái người hy sinh như vậy thì có thể sẽ đạt đến cái kết quả tốt đẹp như sở nguyện của mình. Thì nếu mà hy sinh thân để đạt được kết quả tốt thì như vậy nó mới có ý nghĩa. Chứ đừng nói đốt, nếu đốt thì nó kẹt, mà sau này mình hay đốt quá. Chính tôi có nhiều khi được trực tiếp sống với những gì có từng đốt một hai ngón tay rồi. Hồi đốt phát nguyện thế nào tôi không biết, nhưng mà khi sống chung lâu lâu họ cũng ích kỷ quá chừng, phải không? Rồi có những gì đốt cái trên đầu chín liều mà bây giờ cũng để tóc ra đời như thường. Nói như vậy thì sao? Coi như là cái hy sinh hết sức là mạnh. Thành ra nhiều khi người ta lại quan niệm đốt nhiều đó là có giá trị, mà quên rằng Phật nói đốt là nó hy sinh thân mình để mà tu, để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Chứ phải đốt nhiều mà không chịu tu, không chịu lợi ích chúng sinh thì cái đốt đó không đi tới đâu hết, phải không? À, như vậy thì hiểu cho thật rõ. Cho nên hồi xưa lúc tôi còn học tôi cũng hơi thắc mắc cái chỗ này lắm, vì tôi thì con người hay thắc mắc. Cho nên rồi học trong kinh, trong luật thì giải đốt, rồi thấy quý hòa thượng họ giới đốt, mà sao hòa thượng giám đốc không đốt, hòa thượng viện trưởng cũng không đốt. Rồi tôi mới thấy làm lạ, tôi nói bạch hòa thượng, tại sao mà các vị khác họ giới đốt 3 liều, có gì đốt 6 liều, có gì đốt 9 liều, mà hòa thượng cũng thọ giới tỳ kheo Bồ Tát, mà hòa thượng không đốt. Hòa thượng cười, nó tùy ai nguyện gì nguyện. Nói vậy thôi. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy không phải đốt nhiều là kết quả, mà cái nguyện của mình quên thân để lo cho đạo đó, cái đó mới là cái chủ yếu, phải không? Đốt mà không có cái nguyện quên mình vì đạo thì đốt nhiều rồi đi tới đâu? Cho nên là nhiều khi rồi mình cũng tỏ ra mình gan trong thiên hạ mà đốt nhiều, phải không? Mà rồi cái đốt đó mà mình không có cái gan để quên thân làm lễ cho chúng sinh thì cái đó nó chỉ có một chặng thôi, chứ nó không có cứu kính. Bởi vậy nên tôi học với hai hòa thượng mà tôi cũng không đốt gì hết, thọ Bồ Tát giới tôi không đốt liều nào hết trơn. Thì quý vị thấy
Có nhiều người họ cứ nhìn lên đầu thấy ai bảo bốn điều nên người đó lớn, người nào không có điều nào người đó nhỏ. Thì tôi chắc nhỏ nhất rồi, không có điều nào hết. Thì mình phải hiểu cái gì làm, mình phải nắm thật vững, hiểu cho thật rõ. Thế nhiều khi là mình chỉ thấy người trước làm, mình làm theo. Thì như vậy đó thì nó cũng hơi nguy hiểm. Thì như vậy quý vị thấy, nói đốt thân, đốt tai hoặc đốt một phần nào trong thân mình đều là chỉ cái sự hy sinh lớn, hy sinh nhỏ bản thân để mà tu, để làm đạo. Thì cái đó là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ đốt như vậy là được công đức, rồi ai cũng ùa nhau đốt hết thì chắc Phật Pháp sớm suy di lắm, phải không? Nếu là đâu còn ai truyền bá, nghĩa là người nào hiểu đạo rồi thôi đốt để cúng dường được phước. Thì như vậy thì tất nhiên là không có đi tới đâu hết. Thì cái điều đó là cái điều tôi nói để quý vị gẫm nghiệm lại coi sự thật nó ra sao. Tú vương quan thí như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh, rạch, thời biển là lớn nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn. Tại như trong các núi non, Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thức Vi, núi Đại Thức Vi, cùng 10 núi báo, thời núi Diệu Cao bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp này rất các kinh pháp này rất là sáng. Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kinh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ, vua Chuyển Luân Thánh Vương rất là bậc nhất, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn hơn cả. Lại như Đế Thích là vua trong 30 cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời Phạm Thiên Vương là cha của các chúng sanh, tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học vô học cùng hàng phát lòng bồ đề. Tại như trong tất cả phàm phu thời bậc dữ lưu, nhất lai bất lai vô sanh duyên giác là bậc nhất, kinh này cũng thế. Tất cả Như Lai nói hoặc Bồ Tát nói hoặc Thanh Văn nói trong các kinh pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thọ trì kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất. Trong tất cả Thanh Văn cùng Duyên Giác Bồ Tát là bậc nhất, kinh này cũng thế. Trong tất cả kinh pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh. Như vậy thì cái đoạn này là Đức Phật khi nói rằng tất cả cái bố thí ở trên nó không bằng bố thí, không bằng thọ trì Kinh Pháp Hoa, phải không? Rồi tới đây Phật mới nói cái giá trị của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đang sánh với tất cả kinh, nó là bậc nhất, nó là vua của tất cả kinh. Đó là cái chủ yếu tán thán về Kinh Pháp Hoa. Tú vương hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng được y phục, như người buôn được của, được chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối được đèn, như nghèo được của báo, như dân gặp vua, như khách buôn được biển, như thuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự khăn trói của tất cả sanh tử. Nếu người được nghe Kinh Pháp Hoa này hoặc chép hoặc bảo người chép, được công đức dùng trí huệ của Phật tính lượng nhiều ít chẳng thể được ngàn mé đó. Nếu chép kinh sách này dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, khoan lọng y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu,
các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chiêm bạc, đèn dầu tu mạng na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi sư ca, đèn dầu na bà ma lợi, đem cúng dường được công đức cũng là vô lượng. À, ở đây Đức Phật nói cái diệu dụng của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa này nó có diệu dụng cứu tất cả cái khổ cho chúng sanh. À, đó là chúng sinh nào mà biết trở về trì tụng Kinh Pháp Hoa này thì mọi cái khổ não đều hết sạch, giống cũng như người khát mà gặp được nước, người đói mà được cơm, người lạnh được lửa, người rách rưới được y phục, à, cho tới như tối thì được đèn, à, nghèo được của báo, vân vân. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh mà làm cho tất cả chúng sanh xa rời mọi khổ não, tật bệnh đau đớn, mở hết mọi sự trói buộc ở trong sanh tử. Thì điều này Phật tán thán hết sức là rõ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Pháp Hoa là chỉ tri kiến Phật, mà ai sống về tri kiến Phật thì người đó còn đói, còn khát, còn khổ, còn não gì nữa không? Ở tri kiến Phật thì nó không có phải thân tứ đại, mà không phải thân tứ đại thì làm gì có đói, có khát, có lạnh, có nóng. Mà đã trở về tri kiến Phật thì còn gì bị phiền não trói buộc mà dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Cho nên nó cứu tất cả khổ cho chúng sinh. À, rồi đến sau Ngài nói cái công đức của Kinh Pháp Hoa này, người nào mà thọ trì đọc tụng liên chép thì cái trí của Phật cũng không thể tính hết được cái ngàn mét của nó nữa. Thì cái câu đó mình nghe nó hơi khó hiểu, mà trí của Phật là trí vô thượng trùng hết, mà tại sao lại không thể biết hết được cái công đức của Kinh Pháp Hoa? À, thì quý vị nhớ trong nhà thiền khi mà nói tới cái chỗ cứu kính đó thì nói chỗ đó mắt Phật cũng nhìn không thấy nữa. Quý vị nhớ câu đó không? À, mắt Phật cũng nhìn không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể đó nó không có tướng mạo, mà không tướng mạo cho nên không có con mắt nào mà thấy nó được. Mắt quỷ thần chư thiên cũng không thấy, mà kể cả mắt Phật cũng không thấy, mà chỉ ai sống được thì người đó biết thôi, chứ còn không có thể dùng cái hình tướng để cho người khác thấy. Mà không thấy thì làm sao nói được. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái tri kiến Phật là cái thể chẳng sanh chẳng diệt, không hình không tướng của chính mình. Cho nên chỗ đó Phật cũng không nói hết được nữa. Nếu ai chứng ngộ thì người đó tự biết, chứ người khác ở bên ngoài không thể diễn tả được. Tú Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này có thể mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa, sau khi Như Lai dịch độ 500 năm sau. Nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi an lạc, chỗ trụ xứ của Đức Phật A Di Đà cùng chúng Đại Bồ Tát Chư Quan mà sanh trên tòa báo trong hoa sen, chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn tranh ghét các tánh nhơ làm khổ, được thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, được pháp nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 72.000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Bây giờ các đức Phật đồng nói khen rằng: hay thay thay thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này, vì người khác nói ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, công đức của ông nghìn Phật chung nói chẳng hết được. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các quán địch khác thải đều trừ diệt. Thiện nam tử, trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông,
tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ Đức Như Lai. Bao nhiêu thiền định trí huệ của các thanh văn duyên giác nhận đến Bồ Tát, không có ai bằng ông. Tú Vương Hoa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. Ở đây thì không